Thưa quý vị, tiếng kèn của Thành Phạm đã làm cho tác phẩm cùng với Jennifer Thiên Nga trở nên rất là mới, một tác phẩm rất là quen thuộc. Cảm xúc của Thành Phạm khi vừa xảy ra những khoảnh khắc vừa rồi để khán giả hầu như đặt hết sự chú ý, tình cảm của mình vào trong bài hát. Em làm nghề được bao nhiêu năm rồi? Dạ, được 20 năm rồi em. Thưa quý vị, Thành Phạm mới có 20 năm trong nghề thôi quý vị. Thời gian học là không tính đó. Một tràng pháo tay cho Thành Phạm. Nhạc sĩ thì ổng ngại ngùng, ổng nói lắm. Bây giờ em bao nhiêu tuổi em thổi đi, để khán giả đoán. Em bao nhiêu tuổi? Hai mấy, ba mấy, quý vị nghe cho kỹ dạ, nha. Mời quý vị lắng nghe. Nha. Anh bao nhiêu tuổi vậy hả? Quý vị ơi, có ai đoán được không ạ? Nãy giờ em đếm nhẩm nhẩm là 50 đó ạ. À, cộng 20 năm trong nghề hả? Chưa đúng đâu, nghe người trong cuộc nói nè. Dạ, em 40 tuổi nè. 40 tuổi? Mà còn trẻ quá đúng không quý vị? Hãy giờ vô tràng pháo tay thật lớn. Mà tại sao em thổi câu đó là cái gì mà thành 40 vậy? Dạ. Ê, thôi bây giờ câu em trả lời ngắn gọn đi. Mình bắt chước tiếng nói, thí dụ như là anh tên Bạch thì em thổi là tông tông tông, đúng không? Em có mấy người con? Thổi đi. Thổi mấy người con anh trả lời bằng tiếng ba kèn. Đứa thì là tê tê, năm đứa là vậy đó, hai đứa vậy đó, một tám. Ôi, một một hay tám anh thấy chưa thầy? Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Rất là tuyệt vời đúng không? Xin được cảm ơn tiếng kèn của anh hôm nay đã làm cho trái tim của biết bao nhiêu là quý vị khán giả tới nay cảm thấy vô cùng xao xuyến. Thưa quý vị, khi đàn violon xuất hiện tại Việt Nam thì các nhạc sĩ của cải lương, của nhạc cổ đã lấy cái cây đàn violon đó và đưa vào trong dàn nhạc cổ, cho nên người ta gọi là cò tay, tức là violon. Mà hãy bởi vì mình có đàn cò đó cho nên cò ta, chứ là violon mà chơi mà là cây đàn cò. Đó, bây giờ cò tay sẽ được xuất hiện ngay sau đây, một tác phẩm nổi tiếng của Ngô Thụy Miên. Kính thưa quý vị, và bây giờ với tiếng đàn violon, quý vị sẽ thưởng thức phần độc tấu của Jennifer Thiên Nga. Thưa quý vị, tác phẩm mang tên Bản Không Tên Cuối Cùng.